trước tiên là nỗi sợ con số 13. Nguồn gốc của điều này đến nay vẫn chưa rõ ràng. Nhưng Donald Dorsey, nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa dân gian tin rằng nỗi sợ con số 13 có lịch sử từ thời cổ đại. Theo Kinh Thánh, tông đồ thứ 13 tên Judas trong bữa tối cuối cùng đã phản bội Chúa Giêsu. Còn thời Trung Cổ thì hội phù thủy hắc ám thường là một nhóm gồm 13 người. Hoặc là do con số 12 đại diện cho sự toàn vẹn. Ai cũng biết một năm có 12 tháng, đồng hồ có 12 giờ, 12 vị thần ở đỉnh Olympus, 12 bộ lạc của Israel, 12 tông đồ của Chúa Giêsu. Và rồi 12 con giáp. 13, con số đến sau cũng trở thành không mong muốn. Vậy tại sao lại là thứ 6? Theo Kinh Thánh, Eva đã lừa cho Adam ăn trái cấm vào đúng ngày thứ 6 và khiến hai người bị đuổi khỏi vườn địa đàng. Và quan trọng nhất, thứ 6 là ngày mà Chúa Giêsu bị đóng đinh lên cây thánh giá. Người phương Tây quan niệm rằng thứ 6 là ngày đen đủ nhất trong tuần và ngày 13 là ngày xấu nhất trong tháng. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi kết hợp hai ngày đó với nhau đã tạo nên thứ 6 ngày 13, ngày đen tối, nỗi sợ hãi bao trùm.